Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đợt không khí lạnh đầu mùa sẽ tràn về nước ta vào đêm nay và sáng sớm mai. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Do tác động của khối không khí lạnh nên dự báo trong 2 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến là từ 20 cho đến 23 độ, vùng núi có nơi là dưới 19 độ. Ngoài ra thì đợt không khí lạnh này còn gây mưa cho các khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 70 mm, có nơi cục bộ là trên 100 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 150 mm, cục bộ có nơi là trên 200 mm. Quý vị cần đề phòng với tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, cùng với đó là ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị. Người dân ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cần đề phòng với các hiện tượng như là lốc sét và gió giật mạnh, bởi mưa dông về chiều tối thì vẫn có khả năng tiếp diễn ở các khu vực. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động của bà con ngư dân ở các khu vực trên cần hết sức lưu ý. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH2Milk, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Imizu đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 25 đến 27 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 28 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 4, nhiệt độ 25 đến 27 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 3, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 25 đến 26 độ, độ ẩm 90 đến 95%.